Liên bạc bụi, chúng ta có thể thấy hình ảnh này. Đây là lớp niêm mạc của mũi và đây là lớp niêm mạc của xoang liên tục với nhau, đúng không? Nhưng lớp niêm mạc của mũi bao giờ cũng sao này? Anh chị thấy đây niêm mạc mũi, đúng không ạ? Còn đây niêm mạc của xoang thì niêm mạc mũi bao giờ cũng dày hơn lớp niêm mạc xoang. Và như vậy các thành phần mạch máu, hệ thống tuyến nhầy ở trong niêm mạc của xoang nhiều hay ít hơn của mũi? Như vậy nó có chức năng giống như niêm mạc mũi nhưng kém hơn. Có chức năng giống như niêm mạc mũi nhưng kém hơn. Và anh chị thấy tại đây nó cũng chính là giúp chúng ta đẩy được các tổ chức dịch ở trong lòng xoang đi ra ngoài. Đẩy tổ chức trong lòng xoang ra ngoài. Và nếu những cái lỗ thông xoang mà bị tắc, bị hẹp lại thì những cái dịch tiết này có thoát ra được không ạ? Không. Nếu không thoát ra được thì làm tăng áp lực trong lòng của xoang gây ra đau. Đồng thời nó cũng là môi trường cho vi khuẩn phát triển và đưa đến bệnh lý của viêm xoang. Cho nên bệnh lý của mũi làm hẹp lỗ xoang cũng đưa đến bệnh lý viêm xoang, đúng không ạ? Cho nên chúng ta lưu ý ở đây niêm mạc của xoang ảnh hưởng rất nhiều tới cái niêm mạc của mũi. Và ở đây chúng ta cũng thấy rằng mạch máu trong lòng của xoang nhiều hay ít không bằng niêm mạc mũi ít. Cho nên nếu chúng ta sử dụng thuốc có hiệu quả giống như ở mũi không? Và đó là lý do tại sao chúng ta bị viêm xoang, chúng ta điều trị khó hay dễ? Khó. Vì chỉ uống thuốc vào xoang không tác dụng bao nhiêu hết. Và vì vậy kháng sinh thông thường chúng ta uống, chúng ta được khuyến cáo dùng từ 7 đến 10 ngày hoặc 14 ngày. Nhưng trong điều trị của xoang đôi khi chúng ta phải uống tới 45 ngày. Cho nên nó làm cho cái sự chịu đựng, khả năng kiên nhẫn của chúng ta bị sao ạ? Bị thử thách, đúng không? Thì đây chúng ta thường dùng thuốc không đúng liều, chúng ta bỏ thuốc. Như vậy chúng ta có đó là cái tác dụng thứ hai của xoang, cũng là chức năng về bảo vệ giống như niêm mạc mũi. Và chức năng thứ ba, chúng ta thấy rằng cái lòng xoang này nó sẽ có tác dụng cộng hưởng âm thanh để tham gia vào cấu trúc phát âm. Có tác dụng cộng hưởng âm thanh để tham gia vào cơ quan phát âm. Giống như hình ảnh của cái thùng đàn, đúng không ạ? Nó làm chúng ta khuếch đại được âm thanh lên và làm thay đổi được cái âm thanh của cái đàn đó. Ví dụ thùng đàn dày thì âm thanh nó trầm hơn, thùng đàn nó mỏng, âm thanh nó cao hơn chẳng hạn, đúng không ạ? Thì ở đây cái lòng xoang nó cũng vậy. Nó sẽ tạo nên cái sự cộng hưởng âm thanh và tạo thành cái tiếng nói. Như vậy đó là ba cái tác dụng chính của xoang. Bây giờ chúng ta vào mô tả chút về từng cái loại xoang một. Thứ nhất, chúng ta vào xoang hàm trên. Xoang hàm trên hay chúng ta gọi là xoang hàm, nó cực điển. Xoang hàm nằm ở trong xương hàm trên, gồm có hai xoang. Và đây là xoang lớn nhất, đúng không ạ? Đây là xoang lớn nhất. Thì bản thân cái xoang hàm chúng ta sẽ cấu trúc gần giống như hình tháp, và nó có một số các thành đặc biệt để nó có liên quan với các cấu trúc đặc biệt. Chúng ta thấy rằng thứ nhất, xoang hàm nó có cái đỉnh của xoang hàm chính là ở cái mỏm gò má. Vị trí đỉnh chính là ở mỏm gò má. Và đây cũng chính là nơi mà khi chúng ta bị bệnh lý viêm xoang hàm, chúng ta ấn vào rất đau. Cho nên anh chị thấy khi đi khám bệnh lý về tai mũi họng, bệnh nhân than đau đầu, nhức đầu nhiều, chảy mũi, chúng ta thấy ông bác sĩ phải dùng ngón tay ấn vào mỏm gò má. Hỏi bệnh nhân có đau không? Nếu bệnh nhân kêu đau nhiều, quá trình biểu hiện của viêm xoang hàm. Đây là điểm đau của viêm xoang hàm, mỏm gò má. Thành thứ hai chúng ta cần lưu ý của cái xoang hàm đó là thành trên. Thành trên của xoang hàm cũng tham gia tạo nên chính là thành dưới của ổ mắt, tạo nên được cái thành dưới của ổ mắt. Và vì vậy khi bị viêm xoang hàm có ảnh hưởng tới mắt không? Có. Đôi khi bệnh nhân sẽ bị đau nhức ở vùng mắt rất nhiều và là chúng ta bị chẩn đoán nhầm. Thành thứ hai chúng ta để ý đó là thành dưới của xoang hàm. Thành dưới của xoang hàm chính là cấu trúc tạo nên cái vòng khẩu cái. Và như vậy nó có cái răng hàm trên cắm vào không? Có. Và đặc biệt ở đây là cái răng có liên quan rất nhiều tới thành dưới xoang hàm là răng số 5.
thận dưới có liên quan rất nhiều với răng số 5. À, răng số 5. Răng số 5 ở răng sữa là răng gì? Ở răng sữa sẽ là răng gì? Răng cối. Răng cối, răng cối thứ mấy? Răng cối thứ mấy ạ? Răng sữa. Chúng ta có những cái này đúng không ạ? Thì chúng ta có sơ đồ là đúng không? 1, 2, 3, 4, 5. Răng gì ạ? Cửa. 1, 2, răng, 5, răng. Cối thứ nhất, cối thứ hai. Vậy số 5 chính là răng cối thứ hai. Còn ở răng vĩnh viễn thì chúng ta có, đúng không ạ? 8 cái. Thì 4, 5 là răng gì? Tiền cối. Tiền cối. 6, 7, 8 sẽ là răng tiền cối. Như vậy, ở răng vĩnh viễn, số 5 là răng tiền cối thứ hai. Còn ở răng sữa là răng cối thứ hai. Và đó là lý do tại sao anh chị thường hay thấy ở trẻ em đôi khi có biểu hiện bệnh lý viêm xoang gì ạ? Xoang hàm. Dù em bé nó còn rất nhỏ, nhưng do từ bệnh lý của răng, em bé bị sâu răng. Sâu răng sữa, ưa răng sữa sẽ làm ảnh hưởng tới xoang hàm và gây ra viêm xoang hàm theo cái răng lưng và xoang. Thành thứ ba chúng ta quan tâm với của cái xoang hàm đó là thành trong. Thành trong của xoang hàm cũng chính là thành ngoài của mũi trong. Đúng không ạ? Thành trong của xoang hàm cũng chính là thành ngoài của mũi trong. Thành ngoài của mũi trong. Và như vậy ở thành trong này chúng ta có sự xuất hiện của lỗ thông xoang hàm. Có lỗ thông xoang hàm. Ở thành trong có lỗ thông xoang hàm. Được đổ vào ngắt mũi gì đó ạ? Ngắt mũi giữa, à, được đổ vào ngắt mũi giữa. Thông xoang hàm được đổ vào ngắt mũi giữa. Và như vậy thành trong cũng chính là nơi mà được áp dụng cái thủ thuật chọc rửa xoang. Chọc rửa xoang. Chúng ta thường đưa kim vào mũi và đâm thủng cái thành ngoài. Chúng ta đưa vào và đâm thủng cái thành ngoài của mũi thì chúng ta sẽ được vào xoang. Chúng ta sẽ bơm nước, bơm thuốc rửa vào trong xoang. Nước đầy sẽ chảy ra theo lộ tự nhiên đi ra ngoài, mang dịch chảy ra ngoài. Đây. Chúng ta đây là phương pháp chọc rửa xoang lên vào thành trong của xoang hàm. Thành còn lại chúng ta có cái thành trước, chính là cái mặt trước của xoang. Và thành sau chính là mặt thái dương của cái xương hàm. Xương hàm. Thì những cái thành đó cũng không có gì đặc biệt, cho nên chúng ta cũng cần mô tả. Như vậy ở đây chúng ta cần lưu ý những cái thành mà chúng ta vừa nói. Thành thứ nhất là thành gì ạ? Thành trên, thành thứ hai, thành dưới, thành thứ ba là trong. Xoang thứ hai chúng ta cần mô tả đó là xoang sàng. Xoang sàng. Thế thành này chúng ta cắt như thế nào ạ? Theo mặt thẳng, cắt. Cắt ngang, chúng ta cắt ngang. Và chúng ta cắt ngang ở đây là chúng ta đang cắt ở dưới của cái nền sọ. Dưới nền sọ. Nền sọ là cái phần mà chúng ta có các cấu trúc như là xương gì ạ? Cánh lớn, cánh nhỏ, xương bướm, đúng không ạ? Mặt ổ mắt của xương trán vân vân. Thì chúng ta gọi đó là cái nền sọ. Chúng ta đang cắt dưới nền sọ. Cho nên ở đây chúng ta không thấy được cái mảnh ngang của xương sàn, mà chúng ta chỉ thấy được đây là mảnh đứng của xương sàn. Hai bên đây chính là tổ chức mê đạo, mê đạo sàng. Bên trong có chứa nhiều xoang, xoang sàng. Như vậy xoang sàng được nằm bên trong của mê đạo sàng. Xoang sàng nằm bên trong của mê đạo sàng. Và được chia làm 3 nhóm xoang: trước, giữa và sau. Nằm trong mê đạo sàng và được chia thành 3 nhóm: trước, giữa và sau. Chúng ta có khoảng tổng cộng 12 cái xoang sàng. Có khoảng tổng cộng 12 cái xoang sàng. Thì xoang sàng trước và xoang sàng giữa, xoang sàng trước và xoang sàng giữa được đổ vào ngắt mũi giữa. Trước và giữa thì được đổ vào ngắt mũi giữa. Xoang sàng sau được đổ vào ngắt mũi trên. Xoang sàng sau thì được đổ vào ngắt mũi trên.
trong buổi trưa. Chính vì vậy, khi chúng ta bị viêm xoang sàn, điều trị dễ hay khó? Vậy khi chúng ta bị viêm xoang sàn, theo chúng ta sẽ bị đau ở vị trí nào trên vùng mặt? Đây là vị trí của mê đạo sàn hay của xoang sàn, đúng không ạ? Đây chính là mặt vị trí hai góc trong của ổ mắt. Đây là vị trí chúng ta ấn rất đau trong bệnh lý viêm xoang sàn. Góc trong của ổ mắt. Trong đó khi chúng ta bị viêm xoang sàn sau thì triệu chứng nó mơ hồ hơn vì nó nằm sâu ở phía trong hơn. Tuy nhiên nó lại có một cái dấu hiệu khác để chúng ta chẩn đoán được, đó là các dịch tiết từ cái xoang sàn sau luôn luôn có khuynh hướng chảy vào phía nào ạ? Phía sau bụng họng, đúng không? Chảy ra phía sau chứ không chảy ra phía trước. Và khi chảy ra phía sau nó sẽ tác động lên cái thành sau của họng và gây ra viêm họng. Đặc biệt chúng ta thường hay nghe nói tới viêm họng hạt không? Viêm họng hạt là trường hợp viêm họng gì? Là các tổ chức bạch huyết ở thành sau của họng nó bị viêm nhiễm, nó sưng to lên và thành những cái hạt do nhiễm trùng từ trên nó đi xuống. Và một cái nhiễm trùng thứ hai cũng hay đưa đến viêm họng hạt là ở đâu tới ạ? Dạ dày, bệnh lý viêm dạ dày. Cho nên chỉ cẩn thận viêm họng hạt, nhưng mà nguyên nhân hỏi ra bệnh nhân bị viêm dạ dày. Cho nên trước đây viêm họng hạt người ta điều trị, người ta phải điều trị triệt để là bằng cách nào ạ? Đốt, bằng cách hạ nó đi. Nhưng mà đốt cắt xong, nếu chúng ta không giải quyết từ xoang, từ dạ dày thì có bị lại không? Bị lại. Cho nên hiện nay thủ thuật cắt và đốt chỉ được ứng dụng khi cái tổ chức hạt quá to và gây ảnh hưởng tới vấn đề hô hấp và tiêu hóa. Còn không, người ta không điều trị. Chỉ điều trị dứt điểm của viêm xoang, dứt điểm của dạ dày thì người ta sẽ hết. Rồi. Và chính vì vậy chị thường hay thấy những bệnh nhân này hay thường than với chúng ta là gì? Bệnh nhân có cảm giác rất khó chịu, cứ có cái dịch tiết từ trên mũi như nó đang chảy vào phía sau họng, gây cảm giác ngứa, ho. Đặc biệt là tư thế nằm. Chứ bệnh nhân ngủ được không? Không. Bệnh nhân ngủ khó, tại vì cứ ngủ chút là ho. Cho nên chị thường hay cẩn thận. Có những bệnh nhân, ở đó ban ngày không sao cả, những tối ngủ cứ ho, đặc biệt là tư thế nằm. Qua chừng có bệnh lý viêm xoang. Chứ không phải là bệnh lý của đường gì ạ? Bệnh lý của phổi, của phế quản. Được. Như vậy chúng ta đã thấy được đó là xoang sàn. Xoang thứ ba là xoang trán. Xoang trán như vậy nằm ở trong xương gì ạ? Xương trán. Nằm ở trong xương trán. Và xương trán thì chúng ta có mấy xương trán? Một xương trán. Nhưng xoang trán thì chúng ta lại có hai xoang trán. Có hai xoang trán. Kích thước thường không đều nhau. Hai xoang trán kích thước thường không đều nhau. Thường không đều nhau. Hơi mờ chúng ta thấy được tại bữa x-quang nha. Hai xoang trán kích thước thường không đều nhau. Và đôi khi chúng ta chỉ thấy được có một xoang thôi. Đôi khi nó chỉ có một xoang nha. Đôi khi chỉ có một xoang thôi. Đôi khi có một xoang. Và người ta lý giải một số trường hợp người ta lý giải là xương có một thì xoang cũng chỉ có một. Khi nào có hai xương thì mới có hai xoang. Còn nếu có một xương thì chỉ có một xoang, thì tại sao lại có hai xoang? Và người ta nói rằng sở dĩ có hai xoang là do nó tạo thành cái vách ngăn. Vách ngăn nên tạo thành chúng ta gần giống như hai xoang và kích thước không đều nhau. Tuy nhiên nếu xét về mặt giải phẫu học thì nó lại có sự khác biệt. Vì nếu có một xoang thì chỉ có mấy lỗ đổ? Một. Nhưng ở đây xoang trán lại có hai lỗ đổ ở hai bên, đổ vào ngắt mũi giữa. Xoang trán có lỗ đổ vào ngắt mũi giữa. Ngắt mũi giữa thông qua ống mũi trán. Thông qua cái ống mũi trán. Đây là cái ống đi từ trên xoang trán để đi xuống vào ngắt mũi giữa. Chúng ta gọi là ống mũi trán. Ống mũi trán. Xoang trán là xoang nằm rất nông ở dưới da, cho nên bị tác động rất rõ của thời tiết. Khi trời lạnh, bệnh nhân bị tăng áp lực trong lòng xoang và bệnh nhân bị rất là đau. Chỉ dùng tay ấn vào hai góc trong vùng cung mày, bệnh nhân rất đau. Đây là vị trí của viêm xoang trán. Viêm xoang trán, bệnh nhân rất đau. Viêm xoang trán. Và đau do thời tiết, đặc biệt là trời trở lạnh. Cho nên sau này chúng ta học trong các tài liệu, đôi khi người ta được mô tả cái cơ đau đầu đông. Đau đầu đông ở bệnh nhân bị viêm xoang trán.
Xoan thứ tư, xoan bướm, nằm trong thân của xương bướm. Xoan bướm thì nằm ở trong thân của xương bướm và cũng có hai xoan, cũng có hai xoan được đổ vào ngắt mũi trên, gồm có hai xoan và cũng được đổ vào ngắt mũi trên, ngắt mũi trên. Thì mỗi cái xoan bướm gồm có gồm có 6 thằng. Mỗi cái xoan bướm sẽ gồm có 6 thằng. Thằng này sẽ thành gì thế chị? Thằng trên. Đây thành gì ạ? Dưới. Đây thành gì ạ? Sau. Đây thành gì ạ? Trước. Đây thành gì ạ? Thằng trong. Và bên sẽ có thằng gì bên này? Ngoài, đúng không? Thằng ngoài. Như vậy, thứ nhất, thằng trên của xoan bướm có liên quan với hố yên. Thằng trên của xoan bướm thì có liên quan với hố yên. Hố yên. Hố yên. Và đây cũng là nơi mà khi chị phẫu thuật nội soi xoan bướm, ống nội soi đưa vào tới xoan bướm, đục thủng luôn thằng trên và đi vào tới màng não. Dịch não tủy thì theo ống thông chạy ra mũi, đúng không? Cho nên chúng ta để ý đây là một trong những tai biến trong cái phẫu thuật nội soi xoan bướm, thủng thằng trên xoan bướm. Thằng thứ hai chúng ta quan tâm đó là thằng dưới của xoan bướm. Thằng dưới của xoan bướm ở đây nó có liên quan tới lỗ bướm khẩu cái, liên quan với cái lỗ bướm khẩu cái là nơi có cái động mạch bướm khẩu cái rất lớn. Thằng thứ ba chúng ta quan tâm là thằng ngoài của xoan bướm. Thằng ngoài của xoan bướm sẽ liên quan với cái gì? Bây giờ là chúng ta là chúng ta thấy à, thằng ngoài của xoan bướm có động mạch gì à? Cẳng, cẳng trong, đúng không? Chúng ta nhìn lại này chúng ta đúng không? Chúng ta có hình ảnh. Đây có phải là xương bướm của chúng ta không ạ? Đây có phải xương bướm chúng ta nói đây là thằng ngoài không? Động mạch cẳng, mạch cẳng trong. Và động mạch cẳng trong thì được nằm trong xoan gì ạ? Xoan tĩnh mạch hang. Xoan tĩnh mạch hang. Cho nên chúng ta nhớ thằng ngoài của xoan bướm có liên quan với động mạch cẳng trong. Mạch cẳng trong có xoan tĩnh mạch hang. Và chúng ta thấy có liên quan với các thần kinh số mấy ạ? 51, 52, 3, 4, 6. 51, 52, 3, 4, 6. Và đây cũng vậy, đây là một nơi mà chúng ta thường xảy ra tai biến khi chúng ta mổ nội soi xoan bướm. Nếu mổ nội soi xoan bướm mà chúng ta đục thủng cái thằng ngoài của xoan bướm, chắc chắn sẽ gây xuất huyết, chảy máu ồ ạt, gây tổn thương vào thần kinh, gây ra ảnh hưởng tới vận động của nhãn cầu 346, đúng không ạ? Vận động của nhãn cầu. Thằng trước của xoan bướm, thằng trước của xoan bướm liên quan tiếp theo thằng trước của xoan bướm. Thằng trước của xoan bướm thì có liên quan với cái gì ạ? Cái gì thằng trước xoan bướm liên quan với cái gì? Thằng trước ở đây chúng ta lưu ý đây có phải chúng ta có cái dao lộ thần kinh thị giác không? Cho nên có nguy cơ liên quan là mù khi chúng ta đụng thủ vào thằng trước của xoan bướm. Thằng trước của xoan bướm có liên quan với thần kinh thị giác, liên quan với thần kinh thị giác, liên quan với thần kinh thị giác. Là như vậy chúng ta đã thấy được đó là các thằng quan trọng của xoan bướm. Rồi chúng ta đã giải quyết xong bài gì ạ? Bài gì? Như vậy toàn bộ mũi của chúng ta được cung cấp máu chủ yếu từ các vùng động mạch nào? Động mạch mạch. Thứ nhất, động mạch bướm khẩu cái. Nằm ở trong lỗ bướm khẩu cái thì chúng ta nói là động mạch bướm khẩu cái. Thứ hai, động mạch khẩu cái xuống
thứ ba là mạch mắt, thứ tư là mạch lành. Các nhánh chính cung cấp máu cho mũi của chúng ta nha. Cái này cái gì chúng tôi gửi cho chúng ta cái hai ngày chúng hôm sau ngày nha. Đây là đường mạch mà chúng ta nói sang trước sang sau từ đường mạch mắt đây nha. Cung cấp chúng ta thì trong cái động mạch của vùng mũi có một cái vị trí đặc biệt, chị thấy đây là rất nhiều mạch máu đúng không ạ, cung cấp trong mũi chúng ta. Thì ở mũi có một vị trí đặc biệt người ta gọi là cái điện mạch Kissenbach. Điện mạch Kissenbach, điện mạch Kissenbach là nơi mà chúng ta thấy tập trung của các mạch máu vùng mũi ở cái vách ngăn, là nơi tập trung của các mạch máu nằm ở cái vách ngăn của mũi hay là thẳng trong vách ngăn. Và đây là nơi chúng ta thường hay bị vỡ trong chấn thương hoặc trong các bệnh lý về thời tiết vân vân, thì bị vỡ trong chấn thương hoặc là do bị giật mạch do thời tiết và đưa đến cái bệnh lý chúng ta hay gọi là chảy máu gì nè, chảy máu cam đúng không, chảy máu cam. Kissenbach là nơi hội lưu hoặc là nơi tập trung của các mạch máu ở vách ngăn của mũi, vách ngăn của mũi. Quý vị chúng ta đã thấy được đường mạch sàng trước sàng sau, đường mạch bướm khẩu cái, đường mạch khẩu cái xuống, đường mạch mũi, đường mạch mặt đi lên, rất nhiều nhặt là nó. Và khi vỡ thì sẽ gây chảy máu, chảy máu. Khi chảy máu thì gì cần máu bằng cách nào? Chúng ta dùng tay chúng ta bóp cánh mũi lại, khi bóp lại nó sẽ ép được cái động mạch, cái điện mạch Kissenbach nằm ngay vách ngăn ép lại để nó cầm máu. Chứ đừng có ngửa cổ ra sau, ngửa ra sau thì máu vẫn chảy, thay vì chảy ra trước thì giờ chảy ra để ra sau, đúng không? Nó vẫn chảy nhé. Như vậy đó là chúng ta nói về mạch máu. Và chúng ta cũng chấm dứt được xong hình ảnh của mũi. Đây là hình ảnh của cái thằng trong hay vách ngăn, đây là của thằng ngoài. Chỉ thấy động mạch cung cấp rất nhiều xuất phát từ đường khẩu cái. Như vậy chúng ta đã xong phần thứ nhất, phần đầu tiên của cái hệ hô hấp. Bây giờ chúng ta bỏ qua cái phần thanh quản hầu, đúng chưa? Hầu chúng ta được học trong phần hô hấp rồi, phần tiêu hóa. Chúng ta bỏ qua phần thanh quản, chỉ về xem nhớ thanh quản. Vậy trong thanh quản chúng ta xem cái gì? Trong phần thanh quản chúng ta về xem dùng thứ nhất. Thứ nhất, chúng ta xem cấu trúc khung xương sụn của thanh quản. Khung xương sụn của thanh quản. Và đây chúng ta nhớ phải để ý cái mô tả của nó nhé. Mô tả được nhé. Cái thứ hai là chúng ta mô tả được các tổ chức cơ của thanh quản. Cơ của thanh quản. Trong tổ chức cơ thanh quản này chúng ta lưu ý cái phần quan trọng là các nhóm cơ, các nhóm cơ tham gia vào động tác phát âm. Nhóm cơ tham gia vào động tác phát âm. Thì ở đây chúng ta sẽ có các nhóm cơ làm căng, làm trùng, mở, đóng của dây thanh âm. Thì chúng ta xem dùng cái mỗi nhóm có những cơ gì, những cơ nào, những cơ nào tham gia vào động tác đó. Cái thứ ba là chúng ta xem dùng cái hình thể trong của thanh quản, của thanh quản, hình thể trong của thanh quản. Thứ tư là xác định dùng mạch máu và thần kinh của thanh quản. Mạch máu và thần kinh của thanh quản. Ví dụ chúng ta có cái động mạch thanh quản trên là nhánh của động mạch gì? Mạch thanh quản trên là nhánh động mạch cảnh. Cái động mạch gì ạ? Chúng ta nhớ động mạch cảnh ngoài có nhánh động mạch giáp trên không? Động mạch giáp trên sẽ chui qua một cái màng gọi là màng giáp móng và đi vào trong và thành động mạch thanh quản trên. Đúng không ạ? Chúng ta có động mạch thanh quản dưới không? Có. Vậy xem được động mạch thanh quản dưới là nhánh từ đâu nha. Các nhánh của nó. Như vậy đó là về thanh quản, chúng ta xem các thực chính như vậy không? Về phần hầu,
Phần hậu khi mà chúng ta xem đó, thì chúng ta cũng xem dùm phần hậu. Phần hậu ha, đây là thành quả, đúng không ạ? Về phần hậu chúng ta cũng xem dùm, thứ nhất các tổ chức cơ của vùng hậu. Cơ vùng hậu gồm có hai nhóm cơ chính đó, hai nhóm cơ chính đó. Ở đây chúng ta nhớ chú ý nhóm cơ khít hậu. Chúng ta nhớ chú ý cái nhóm cơ khít hậu gồm có ba cơ đó, khít hậu trên, giữa và dưới. Thứ hai là chúng ta xác định cái giới hạn và mô tả của từng cái vùng hậu. Giới hạn và mô tả từng cái vùng hậu. Chúng ta có ba cái vùng hậu chính là hậu mũi, hậu miệng và hậu thanh quản. Mô tả. Ví dụ như chúng ta vào hậu mũi thì chúng ta nói là giới hạn từ đâu ạ? Từ bờ dưới của xương chẩm cho đến hết đốt sống cổ 1, bờ trên đốt sống cổ 2 chẳng hạn. Gồm có 4 thành, thành trên có hạt nhân hầu, thành bên có lỗ hầu vòi tai, có hạt nhân vòi, có gờ cơ đinh, có ngắt sau gờ. Cái ngắt chúng ta gọi là orosangular, là chúng ta mô tả được các cấu trúc của nó. Ở hầu miệng thì chúng ta chỉ nhớ có một cấu trúc quan trọng thôi, đó chính là eo họng, một cấu trúc thôi là eo họng. Hậu thanh quản chúng ta nhớ các khoang bên hậu. Vùng này rất nhiều các khoang bên hậu, chúng ta nhớ cẩn thận. Có nhiều cái khoang của bên hậu. Đó là vùng hậu thôi. Chị nhớ xem này. Đây. Đã được chưa?